Nhà Đẹp Tân Á xin chào. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Tôi là Vinh, cán bộ kỹ thuật của công ty. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà mang phong cách hiện đại, mái Nhật được chúng tôi thiết kế cho anh Dương. Ngồi bên phía tay tôi đây là chính là anh Phương, con trai của anh Dương ạ. Thì anh cho em hỏi là sau khi bọn em bàn giao hồ sơ thiết kế thì anh cảm thấy như thế nào? Mình thấy thiết kế là rất hợp với tiêu chí của gia đình Lê Đá, với lại nó phù hợp với công năng của sử dụng của gia đình ấy. Mình thấy khá là hợp lý, ok. Thế anh cho em hỏi một câu nữa là trong quá trình thi công cũng như là hoàn thiện ngôi nhà thì anh cảm thấy có hài lòng không ạ? Mình cảm thấy rất hài lòng với đội ngũ bên Tân Á, rất là nhiệt tình và rất là sâu sát với cái việc thi công của đơn vị ấy. Vâng, em cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn công ty kiến trúc Tân Á. Và ở đây là cổng bước vào ngôi nhà. Ở đây thì phần cổng được bố trí hai cái cột trụ rất là to, được ốp gạch granite. Ngoài ra thì hệ mái này là hệ mái Nhật luôn ạ, để phù hợp cùng với kiến trúc ở đây. Cổng vào ngôi nhà thì được bố trí đây là cổng sắt. Ngoài ra là có các cái họa tiết trang trí được sơn mạ đồng. Ngôi nhà của anh Dương thì xây ở trong một cái diện tích rất là lớn, nên là phía xung quanh ở đây theo như gia chủ thì chúng tôi là để cho anh làm vườn ngô. Phía này chính là ngôi nhà của anh Dương, được nằm ở vị trí giữa lô đất này. Có một khoảng sân rất rộng để anh có thể đi ô tô vào, cũng như là để các cháu có thể vui đùa. Ở phía này thì còn được bố trí thêm một cái xích đu nữa. Ngoài ra thì ở phía bên hông ngôi nhà là còn bố trí một cái khu vực sân ướt cũng như là phần bếp để cho anh chị có thể sử dụng. Các bạn có thể đấy, kiến trúc của ngôi nhà này mang phong cách hiện đại nên là chúng tôi sử dụng rất ít các phào chỉ. Ngôi nhà được tôn cao 3 bậc. Ở đây có cái gạch thảm bước vào nhà đấy. Phần cột trụ được bố trí lớn, tạo cho cảm giác ngôi nhà trở nên bề thế hơn. Có gắn các bóng đèn trang trí ở đây. Phần chân cột thì được ốp gạch granite màu nâu sẫm này. Ở đây là khoảng tiền sảnh rất là rộng, với diện tích là 10 m², được lát gạch màu trắng. Ngôi nhà này thì chủ yếu là được sơn màu trắng kết hợp với một số những cái viền sơn màu ghi. Hệ cửa chính đi vào đây là hệ cửa 2 cánh, khung pano kính. Vật liệu đây là vật liệu gỗ lim. Ở mỗi cái chân bức tường này thì đều được ốp các cái gạch thẻ chạy dọc xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà này có diện tích với chiều rộng là 13 m và chiều sâu là 9 m ạ. Thì đây chúng tôi bố trí cho anh ở ngay không gian đầu tiên của ngôi nhà là không gian phòng khách. Phòng khách có diện tích là 25 m², được bố trí một bộ bàn ghế ở đây. Đây là gỗ thịt nha các bạn. Vật liệu là gỗ gò đỏ. Ngoài ra thì ở đây là kệ để tivi. Phòng khách cũng được lát một cái loại gạch cũng cùng với cả màu của phần tiền sảnh ngôi nhà. Ngoài ra thì ở đây còn bố trí thêm 2 cái cửa sổ hệ nhôm kính này, rất là lớn đây. Giữa khu vực phòng khách và phòng bếp thì được có một cái hệ lam để ngăn cách, nhưng mà tạo cảm giác vẫn rất là thoáng trong ngôi nhà này. Như các bạn có thể thấy thì tất cả các trần ở phòng không gian phòng khách và phòng bếp đều được sử dụng hệ trần thạch cao. Bước vào phòng bếp thì các bạn có thể nhận thấy là đây một không gian rất là rộng rãi, được bố trí một cái bàn rất là dài. Vì gia đình có khá đông anh em cũng như là con cái ở trong nhà này. Ở đây cũng là đều là gỗ thịt nhé các bạn. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái hệ cửa sổ lớn này để lấy khí từ bên ngoài vào. Ở đây hệ tủ bếp được chạy hình chữ L đây. Có bố trí thêm một cái cửa bé để có thể cái mùi nấu ăn nó bay ra khỏi ngôi nhà này. Kế bên đây là chính là cái phòng vệ sinh chung của ngôi nhà này. Được bố trí một lavabo, một vách tấm, một bồn cầu cũng như là hệ kính. Cái hệ này thì có tác dụng là lúc mình tắm thì nước nó không bắn ra ngoài, rất là sạch sẽ. Phía cuối ngôi nhà ở đây thì được bố trí một cái cửa để đi ra cái sảnh ướt ở bên hông mà tôi đã giới thiệu cho các bạn từ ban đầu ấy. Đây cũng vừa là sảnh ướt, cũng vừa là chỗ có thể phơi đồ. Ở đây thì được lợp cái hệ khung sắt hộp tôn nha các bạn, tôn này tôn chống nóng. Tiếp tục đi vào phía bề ngang của ngôi nhà thì đây là bố trí hai cái phòng ngủ đấy ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên, là phòng ngủ của vợ chồng anh chị Dương. Phòng ngủ này có diện tích là 30 m², rất là rộng rãi thoải mái, được bố trí cửa sổ ở hai phía này. Ngoài ra thì có một cái tủ ở khu vực tủ âm tường ở đây để cho diện tích ngôi nhà trở nên rộng hơn. Có giường và một cái ghế massage của anh. Phía đối diện đây thì là phòng ngủ của con của vợ chồng anh ạ. Được bố trí một giường, một tủ, cũng như là hệ cửa sổ. Hệ trần là hệ trần thạch cao, gắn các bóng đèn âm trần. Các bạn cùng tôi tiến lên tầng 2 của ngôi nhà. Đây là cầu thang đi lên tầng 2 ngôi nhà, được bố trí ở ngay giữa nhà. Ở đây tay hệ lan can này là hệ kính, cùng lan can đây là gỗ. Các mặt bậc thì được ốp gạch granite, màu có tông màu là tông màu ghi. Tiếp cận với không gian tầng 2 thì ở đây là cái phòng sinh hoạt chung. Thì anh chỉ có để một cái máy tập thể dục. Ở đây cũng được bố trí hai phòng ngủ tương tự như ở dưới tầng 1. Đây là phòng ngủ của con trai anh chị. Được bố trí công năng tương tự, ngoài ra thì còn có một cái bàn làm việc ở đây cho anh. Phòng kế bên thì là phòng con gái của anh chị, đã có cháu nên là sẽ có những cái này để đảm bảo cho sự an toàn của cháu bé. Kế tiếp không gian của phòng ngủ chính là không gian mà trang trọng nhất của ngôi nhà, đấy chính là phòng thờ. Phòng thờ sẽ được đặt ở hướng hợp với phong thủy của anh Dương, cùng với đó là có một cái ban công đi ra này, rất là thoáng, cũng như là ở đây còn được bố trí thêm một cái hệ cửa sổ lớn nhìn ra hướng ban công của khu vực bên cạnh. Ở khu vực giữa nhà sẽ được bố trí một cái khu vệ sinh chung, thuận tiện cho việc đi lại cũng như là sử dụng. Công năng được bố trí rất là hợp lý. Ngoài ra thì không gian cuối cùng là chính là cái sân phơi đấy. Sân phơi này được bố trí được lát gạch chống trơn. Ngoài ra thì cái hệ này là hệ khung nhôm, khung thoáng khung nhôm. Hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn một ngôi nhà mang phong cách hiện đại do chúng tôi thiết kế. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu cũng như liên hệ thì các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Nhà Đẹp Tân Á. Rất vui và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.